Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng một số các cái loại hoa đang nở ở trong vườn lan của tôi. Cây đèn rô mini rất là tươi. Cái cây này này, giả hành này nở hoa được 10 ngày rồi, hơn 10 ngày rồi. Cánh bầu bay sáng, mùi thơm nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Đây là một giống đen rô dễ ra hoa, không cần phải kích. Hoa rất là bền, dễ trồng. Chỉ cần là vỏ thông Nuzita hoặc là giớn vụn Nuzita, Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt và phân thông minh tan chậm 20-10-10 của Hàn Quốc. 3 ngày tưới một lần và cho ăn nắng ở dưới một lớp lưới. Cây là mini nhưng mà hoa thì lại rất to. Nếu mà mình có chậu mà nó nở được khoảng 10 cây như thế này, 10 giả hành như này thì bao đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Một cái điều quan trọng nữa là chơi cái cây này nó không, cái khả năng bị suy giả hành rất là thấp nhá. Nở cả chục ngày rồi mà giả hành vẫn còn chưa teo này. Với điều kiện là bộ rễ phải mạnh và nhiều nhé các bạn. Cây này không nên phun phân, không nên phun thuốc. Hôm vừa rồi tôi phun thuốc rệp ấy, này nó đọng. Lúc đấy cái lá này nó còn nhỏ, cái lá này nó còn nhỏ này, nó vẫn là cái ngọn non thôi. Cái mô vento nó đọng ở kẽ lá một cái, thế là cháy lá này. Đấy, cho nên là phun phân và phun thuốc phải lưu ý. Cây này lá mỏng, cho nên là nó rất nhạy cảm với phân và thuốc. Hoàng phi hạc thơm nhẹ và mùi thơm nó có hương ngọt ngọt ngào nhé các bạn, khó mà diễn tả lắm. Về hương và vị thì phải tự mỗi người cảm nhận, diễn tả bằng lời thì không có đủ ngôn từ để mà diễn tả được. Cái giả hành này là nở được 5 ngày, còn cái giả hành này nó nở được khoảng 12 ngày rồi. Hoa cũng rất là bền, bền vô cùng là bền luôn. Cây hoàng phi hạc này khi mà tôi lấy về á và tôi trồng ở đây là cây hai cây già này, già cực kỳ luôn đấy. Sau đó là nó đẻ 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 đẻ, thậm chí là có những cây mà bây giờ nó đã khô rồi, cây bà cây cụ nó khô rồi. Thì như cái giò này là tôi trồng được 3 năm rồi đó. Bộ rễ nó bám lên trên một cái đĩa dớn Nuzita. Năm ngoái và năm kia thì có sơ sót là chỉ bón Ben 01, xin lỗi, chỉ bón 20-10-10 của Hàn Quốc mà không bón Ben 01. Cái viên xanh xanh là bả sên nhé các bạn. Sắp tới là tôi sẽ bón Ben 01 cho cái đĩa này. Đây cũng là một chậu Dendro mini. Chậu này thì chơi từ trước Tết cho đến bây giờ là hơn một tháng mà vẫn còn hoa. Và sắp tới là còn nở thêm nữa cơ. Đây này, nụ nhé. Có lẽ là sẽ chơi hoa đến hết tháng 2 âm. Có khi là phải để kéo dài đến giữa tháng 3. Tất cả những cái mắt nó sẽ ra hoa hoặc là ra ki, thậm chí là ra hoa rồi mà lại còn ra rễ để ra ki nữa cơ. Thế mới ghê chứ. Như cái này này, ra hoa xong ra rễ để ra ki này. Đấy, những cái này cũng vậy này. Đây này. Dã man thật. Thì hoa của cái bông này nó rất là tươi, lâu tàn. Cây Dendro mini này hoa bền, ví dụ như một bông này từ lúc nở đến lúc tàn được khoảng hơn 20 ngày, mà đặc biệt là
Có một cái hay ở chỗ là mình chơi hoa nhiều như vậy nhưng mà giả hành nó không bị teo. Giả hành nó vẫn cứ gọi là căng đét. Thế mới thích chứ. Cây này đẻ cực kỳ khỏe. Và ra kia cũng cực kỳ khỏe. Tôi chuẩn bị tách và cắt những cái kia để mang đi trồng. Cứ ăn nắng ở dưới một lớp lưới 2 đến 3 ngày tưới một lần. Đợt vừa rồi thì có Ben 01 ở trong này, nhưng mà khi mà mang ra ngoài kia để chơi thì tôi đã đổ hết phân ra để cho nó đẹp chậu ấy các bạn. Sắp tới lại bón thêm Ben 01 nữa. Hôm vừa rồi thì bón 20 10 10 rồi. Cái hoa này thì hương thơm của nó hơi nhạt nhá, ít ít thơm. Đây là một giống lan mà các bạn nên sưu tầm để chơi Tết. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 bông. Tôi vừa mới đếm được 27 bông trên một cần hoa. Hoa này nó bền khoảng tầm 10 ngày đến 12 ngày. Nếu mà mang cái bông này đi để pha trà uống thì có vị ngọt, thơm và rất là mát. Dễ uống lắm. Vị thanh mát. Hương thơm rất là dễ chịu. Cánh mỏng manh. Giả hành thì chỉ có một lá thôi. Cây này nếu mà chăm sung quá, cây căng quá thì rất là khó ra hoa. Thậm chí là sẽ không bao giờ ra hoa được. Giả hành nó phải teo teo, nhăn nhăn thì nó mới dễ ra hoa. Và hoa của cái bông này nó sẽ đổi màu. Lúc đầu khi mới nở thì hoa sẽ đậm. Xin lỗi, lúc mới nở thì hoa sẽ nhạt. Rồi nó sẽ đậm dần. Vàng rất là tươi. Cây này á, người ta gọi là cây vảy rồng. Và cây vảy rồng này á, người ta xếp nó vào chi lan thủy tiên nhé. Xếp vào chi lan thủy tiên. Thủy tiên vàng, thủy tiên cam, thủy tiên tua, thủy tiên trắng, thủy tiên tím. Hoàng Lạp, Sơn Thủy Tiên. Tôi cũng không biết được là từ cái đặc trưng gì mà người ta xếp vào cái chi lan thủy tiên. Đấy. Có lẽ là cái chùm hoa của nó thòng như vậy, từng chùm như vậy. Nhưng tôi thấy bông này giống bông kim điệp hơn. Giống bông kim điệp hơn, đấy. Nhìn xa đó thì có cái nét giống bông hoàng lạp. Nhưng mà bông nó rất là mỏng, cánh nó rất là mỏng. Cực mỏng. Giả hành thì có mỗi một lá. Nó không có một cái nét gì nó có thể xếp vào cái chi thủy tiên được, tôi cũng không hiểu. Thì thôi mình cứ tôn trọng các cụ thôi. Một bông kiếm lô hội tên là Tuyết Ngọc. Bông lô hội này cây nó còn yếu. Tôi cũng mới trồng được mấy tháng thôi. Đấy, tôi trồng bằng Nijitaki. Bón Ben 01 và 20-10-10. Hôm nay ra được cái hoa như vậy là chuẩn, chuẩn hoa, chuẩn khuôn. Để mình biết chắc chắn nó là cây lô hội Tuyết Ngọc. Có hoa như thế này ấy, thì khi mà mình có bán thì sẽ không nhầm được. Đấy, khỏi phải bảo hành. Tuyết là màu trắng đấy, ngọc là giống như là một viên ngọc ấy. Thì giống như một loại đá quý màu trắng, nhưng các bạn xem sẽ thấy được là hoa của nó có một chút cái sắc mỡ gà nhá. Nó không phải là trắng hoàn toàn đâu. Nó không phải là trắng tinh đâu. Cái cần hoa của người ta tôi thấy nó dài lắm. Nó dài 2 30 cm, 40 cm cơ. Cần hoa này thì hơi ngắn rồi. Đây là cây lô hội các bạn ạ. Hai chậu lan vô cùng hiếm.
Quý thì không hẳn, nhưng mà cực kỳ hiếm. Phải nói là rất rất hiếm. Hôm nay có khá là nhiều kỳ và rất nhiều mầm. Chậu này tôi trồng 4 năm rồi, tôi chưa thay chậu. Không đứt một cái rễ nào, cho nên là thế hệ sau luôn luôn là to, dài và đẹp hơn thế hệ trước. Cái lá của nó này và cái giả hành này. Cái giống lan này là tôi đã sở hữu được 6 năm rồi nhé. 6 năm trước tôi đổi rất là nhiều lan để lấy được mấy cây, mấy mấy giả hành bé bé, bé lắm, hồi đó nó bé xíu à. Lúc đấy tính ra là mình mua rất đắt đấy, tính ra quy ra tiền là hơi bị đắt luôn đó. Hôm nay nở ra hoa này các bạn, còn rất nhiều nụ nữa. Hoa có mùi thơm nhẹ nhẹ, dịu dịu. Và độ bền của cái bông này là 12 đến 15 ngày. Như cái bông này ấy, là nở được 8 ngày rồi này. Cái cánh của nó hơi bị sần sần là do bọ trĩ nó chích hút đấy các bạn. Tôi mới phun thuốc bọ trĩ xong thì sắp tới là những cái nụ này này nó nở ra chắc chắn là sẽ không bị như vậy nữa. Bọ trĩ nó giũa hút chứ, nó mài để nó hút chứ, chứ không phải chích hút nhé, giũa hút. Đấy, nó cào nát cái lớp cánh ra, xong rồi nó cái bông nó chảy cái nhựa ra. Bọ trĩ nó sẽ hút cái mật đấy, cái nhựa đấy. Đây là cây hạc vĩ đột biến. Nó không có đột biến hoa mà nó đột biến giả hành và đột biến lá nha các bạn. Hạc vĩ này rõ ràng rất là to đúng không ạ? Và đốt của nó cực kỳ là ngắn. Lá của nó cũng rất là hay này, nhọn hoắt luôn. Bẹ lá cũng rất là hay. Đặc biệt là cái bông bọ trĩ, cái bông bông hạc vĩ này này, nó to hơn những bông hạc vĩ bình thường. Chắc là tại giả hành to nên bông nó to hơn. Và điều quan trọng nhất ý, là bông này nó rất là bay. Cánh của nó cực kỳ bay luôn. Tôi chưa thấy hạc vĩ nào mà nó bay kiểu này đâu. Bình thường thì tôi thấy hạc vĩ cánh nó hơi bị buồn ngủ. Chứ bay kiểu này là hơi hiếm đấy. Hồi xưa thì khi mà nước lên thì thuyền lên. Các loại lan đột biến giá nó cao thì ví dụ như một cọng này hơn 20 cm thì mình có thể bán được khoảng tầm 1,2 triệu đến 1,5 triệu, tùy vào việc là lúc đấy nó đã có mầm gốc chưa. Còn bây giờ thì giá nó cũng giảm nhưng nó không giảm sâu như năm cành trắng Phú Thọ hoặc là năm cành trắng Hiển Oanh. Nó cũng giảm nhưng không giảm sâu bằng. Thì như bây giờ ấy, là ví dụ như một cọng như này. Ví dụ cọng này khoảng 30 sen chẳng hạn. 30 sen mà có một mầm gốc thì nó vào khoảng 300. Đấy. Còn nếu mà có hai mầm gốc ấy, thì khoảng 320, 330. Đấy là trồng thuần ra chậu rồi nhé, chứ không phải là cắt rời ra rồi bán một khúc không đâu. Nếu mà không thuần chậu thì giá lại khác, rẻ hơn. Và các bạn lưu ý là khi mình đi mua lan á, tôi ví dụ với các bạn như này. Ví dụ như là một giả hành này, nó có một cái mầm gốc ở đây này. Đây mầm gốc đây. Nếu mà nó chỉ là một giả hành cộng một mầm gốc cắt ra, giả hành mẹ cũng không có rễ mà mầm gốc cũng chưa có rễ thì bán ấy có khi chỉ được 250 thôi. Nhưng nếu mà cũng là một giả hành như thế này mà nó có một cái chậu như này, cái cây này, cái giả hành này có rất nhiều rễ đã bám ấm vào cái chậu này thì cái cây này sẽ bán được 300. Nghĩa là nó chênh lệch nhau khoảng 50.000.
Thì tại sao lại chênh lệch như vậy? Cái mầm gốc này Nó sẽ hút dinh dưỡng của giả hành mẹ và bộ rễ của giả hành mẹ nuôi mầm gốc. Sau đó mầm gốc cũng ra rễ. Như vậy là bộ rễ của giả hành mẹ và bộ rễ của mầm gốc nuôi một cái mầm gốc. Thì cái mầm gốc sau này nó có thể dài được 60 cm như thế này. Thậm chí là dài hơn. Nhưng cái giả hành này nó không có rễ. Khi mình trồng vào một cái chậu mới thì cái mầm gốc nó sẽ ra rễ. Thì bộ rễ của mầm gốc sẽ nuôi ngược lại cái giả hành mẹ và nuôi chính nó. Thì cái mầm gốc ấy chăm đạt đến đâu chăng nữa thì nó chỉ tầm này. Giỏi lắm thì tầm này. Nghĩa là nó chỉ ngang ngang tầm mẹ nó hoặc là chắc là sẽ nhỏ hơn mẹ nó. Chứ nó không thể to và dài gấp đôi mẹ nó như này được. Đấy. Có nghĩa là người ta bỏ ra 50.000 chênh lệch ở đây ấy, là sự chênh lệch của tương lai và sự tiện dụng. Tại vì cái chậu và giá thể đã hết 10.000 rồi. Đấy. Cộng thêm công trồng thêm 10.000 nữa là 20 rồi. Nghĩa là chênh nhau 30.000 đấy. Thì 30.000 đấy là tương lai của nó có thể dài gấp đôi. Và cái quan trọng nữa là chắc chắn là khi mà bạn mua một cây đã ấm chậu thì nó sẽ tỷ lệ sống sót, tỷ lệ thích nghi với lại khí hậu nhà bạn sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc là mình mua một cây tơ hơ như này về trồng, có khi là nó sẽ teo, nó sẽ mất nước, nó sẽ chột. Thì đấy là vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi nghĩ là rất là nhiều người ham của rẻ và để rồi là không ưng ý sau một thời gian dài chơi lan. Mấy tháng nay trời nắng các bạn ơi, không có một tí nào mưa luôn. Thời tiết thật là ác liệt. Rất là khô, muốn đau cả mũi luôn. Nhưng mà bù lại ấy, thì với cái khí hậu này, nó lại làm cho hoa nở rất nhiều. Nở tự nhiên, không cần phải kích. Đây là cây hoàng thảo chim lửa, hay còn gọi là cây đơn cam của Thái. Một cái giống lan mà rất rực rỡ, hoa nở hàng gần một tháng nó mới tàn. Một năm ra hoa đến vài lần. Như cái đoạn vừa nãy các bạn đã thấy, từ một cây nhỏ này, cây này khoảng tầm 14 cm, nó đẻ ra được một cái cây. Cây này khoảng tầm nửa mét và cây rất là to, to hơn ngón tay cái luôn. Thì á, sở dĩ mà cây mẹ nó nhỏ mà cây con nó to á, là nó còn nguyên được cái bộ rễ. Khi mà tôi thay chậu á, là tôi giữ nguyên cái bộ rễ, không làm hư nó. Cho nên là nó mới đẹp như vậy đấy các bạn. Ở đây thì tôi trồng bằng vỏ thông Nilgita cỡ nhỏ. Nó ra hoa nhiều cho nên là nó hơi teo một chút, chứ mấy hôm trước á, căng lắm. Trong năm nay chắc là tôi sẽ phải nhân giống cái này ra nhiều hơn. Tôi thấy là cái giống này này dễ bán, dễ chơi. Trồng cái này là không 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 sợ bị lỗ, cũng không sợ bị giam vốn. Cái giống lan này này. Bạn nào mà làm kinh tế từ lan á thì có thể nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm cho. 0963 133 117 là số Zalo của tôi. Còn đây là cái nick Facebook. Đấy, nick Facebook của tôi đây nhé. Thì tôi nghĩ là tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà bản thân mình đã trải qua và những cái nhìn nhận về cái cây gì có thể làm kinh tế được và cây gì thì không nên vào nữa. Có một số những cái giống mà mình đầu tư tiền vào á, thì đảm bảo là giam vốn hoặc là lỗ 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 nặng luôn á.
Đấy. Thì nói chung á, cái này là sự hợp tác thôi, chứ cũng không phải là tôi làm không vì cái mục đích gì cả đâu. Cái thứ nhất là hợp tác. Cái thứ hai ấy là mình tu thân tích đức, tích phước. Đấy, nói thẳng với các bạn như vậy để các bạn thấy, chứ không có lại bảo là lùa gà. Đấy, xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau ạ.